Nhắc đến series phim 4 mùa, chắc hẳn nhiều khán giả không thể nào quên được những cái tên như Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè, Điệu vào mùa xuân. Đây là nơi tạo ra dàn nam thần được xem là đỉnh cao ở thời điểm đó của làng giải trí xứ Kim Chi. Cho đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, dàn nam thần ngày ấy bây giờ đều đã khác xưa khá nhiều. Hãy cùng blog giải trí xem sau 20 năm, dàn nam thần ấy hiện tại ra sao nhé! Nam thần Song Seung-hun. Song Seung-hun chính là nam chính lời nhất trong series bởi vì anh đóng tới 2 mùa luôn. Trong bộ phim Trái tim mùa thu, Song Seung-hun là một anh chàng ấm áp, nhưng khi sang bộ phim Hương mùa hè thì anh lại phóng khoáng lãng tử đầy sức hút. Tuy nhiên, anh lại không phải nam thần thành công nhất sau khi góp mặt trong series 4 mùa. Sau nhiều năm đóng phim nhưng diễn xuất của Song Seung-hun vẫn không tiến bộ hơn mà lại dần trở nên lạc hậu vì thiếu màu sắc. Tuy nhiên, bù lại ngoại hình của anh vẫn luôn đỉnh, phong độ vẫn như xưa, danh tiếng cũng cao, có phim đóng đều đều. Nếu so về sự nghiệp thì tình duyên của Song Seung-hun lại kém may mắn hơn hẳn là bao. Nam diễn viên từng có thời gian ngắn hẹn hò với Choi Ji-woo trước khi nổi tiếng với vai diễn trong Trái tim mùa thu. Sau một thời gian dài, nam tài tử mới công khai hẹn hò với thần tiên tỷ tỷ Lưu Dược Phi. Tuy nhiên, mối tình xuyên biên giới ấy chỉ kéo dài 3 năm rồi kết thúc một cách đầy tiếc nuối. Cho tới nay, Song Seung-hun vẫn độc thân và chưa có ý định kết hôn. Mới gần đây nhất năm 2023, Song Seung-hun đã trở lại màn ảnh với bộ phim mang tên Hiệp sĩ áo đen, đóng cùng Kim Woo Bin. Theo trào lưu, anh sẽ vào vai phản diện đối đầu với nam chính. Hy vọng khán giả sẽ được thấy sự bứt phá của nam diễn viên này nhé! Nam thần Bae Yong-jun. Nhắc tới ông hoàng Hallyu thì nam chính đạt được thành công nhất khi tham gia series phim 4 mùa đó chính là Bae Yong-jun của Bản tình ca mùa đông. Anh đã trở thành hoàng tử trong lòng biết bao cô gái với hình tượng chàng trai si tình tóc vàng, đeo kính trắng, nở nụ cười tỏa nắng. Sau sự kiện gây sốt khi đưa làn sóng Hallyu ra toàn châu Á, Bae Yong-jun lập tức lên thành sao hạng S nổi đình nổi đám. Ngoài ra anh còn là một trong những ngôi sao hiện đang giữ kỷ lục cát-xê khủng nhất suốt nhiều năm qua với mức 250 triệu won cho mỗi tập phim. Bae Yong-jun đã kết hôn với nữ diễn viên Lee Soo-jin vào năm 2015. Cặp đôi có hai nhóc tỳ, một trai và một gái. Gần đây, anh đã rời khỏi ngành giải trí và chuyển sang hẳn Hawaii, Mỹ để sinh sống cùng vợ con. Nam thần Seo Do-young. Chàng nam chính thứ 3 trong series 4 mùa chính là Seo Do-young của điệu Vows mùa xuân. Mặc dù kết hợp cùng với Han Yong-ro, tuy nhiên Seo Do-young vẫn không tài nào nổi được và sau cùng vẫn là nam chính mờ nhạt nhất trong dàn sao phim 4 mùa. Anh không sở hữu vẻ ngoài nổi bật như những nam chính mùa khác, diễn xuất cũng không tốt lắm nên khi phim công chiếu thì chẳng gây chú ý mấy đối với khán giả. Có thể nói rằng, Điệu vào mùa xuân chính là tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Seo Do-young. Và mãi sau này anh vẫn tham gia phim ảnh đều đặn, nhưng chẳng bộ phim nào gây được sự chú ý. Tên tuổi cũng đi xuống và gần như mất hút giữa rừng nam thần nổi bật trong giới K-pop. Nam thần Won Bin. Mặc dù chỉ đóng vai nam thứ trong Trái tim mùa thu, nhưng Won Bin lại chính là nam thần gặt hái được nhiều thành công thứ hai trong dàn sao nam của series phim 4 mùa. Ngay khi bộ phim lên sóng, khán giả còn phải đắm đuối với hình tượng lãng tử quay đầu mà Won Bin thể hiện. Từ đó giúp tên tuổi của anh vượt qua cả nam chính. Nhờ thành công khi đóng truyền hình nhưng Won Bin lại đặt trọng tâm hoạt động ở mảng điện ảnh và đang rất thành công. Trải qua 12 năm kể từ khi kết hôn cùng Lee Na-young, Won Bin gần như không đóng một bộ phim nào nữa và chỉ xuất hiện trong một số video chụp hình quảng cáo cho các nhãn hiệu. Bộ phim điện ảnh cuối cùng mà Won Bin tham gia chính là The Man From Norway. Nam thần Ryojin. Chàng nam thứ điển trai Ryojin trong bộ phim Hương mùa hè cũng rất được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài phong độ trưởng thành. Sau khi bộ phim ra mắt, địa vị của Ryojin trong làng phim được nâng lên khá nhiều. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh vẫn không thể bật lên được hàng nam chính và gần như số phận của Ryojin là nam thứ vậy. Kể từ đó, nam diễn viên chấp nhận ở vị thế tầm trung và đều đặn đóng phim khi có dịp, còn lại là dành thời gian cho gia đình với hai cậu con trai của anh. Nam thần Daniel Henney. Daniel Henney là chàng trai nam thứ trong phim Điệu vào mùa xuân khi đóng vai Philip, một chàng trai lãng tử si tình. Chính bởi vẻ đẹp lai tay lãng tử mà anh có thể dễ dàng thu hút được lượng fan nữ đáng ngưỡng mộ. Daniel Henney không thể đóng chính ở Hàn, chính bởi ngoại hình con lai và nói tiếng Hàn không được lưu loát, thế nên sau này anh đã tiến ra quốc tế, nơi phù hợp hơn với mình. Đây là một bước đi đứng đắn và Daniel Henney đã có những thành công nhất định. Daniel Henney quay lại Hàn vào năm 2022 khi anh kết hợp cùng với Hyun Bi trong bộ phim Đặc vụ xuyên quốc gia và được nhiều khán giả yêu thích đấy nhé. Trải qua sau bao nhiêu năm, anh vẫn đẹp trai và phong độ, vẫn giống y hệt như ngày xưa.
Mặc dù không công khai nhưng theo nhiều nguồn tin cho rằng Daniel Henney thường xuyên dính vào tin đồn hẹn hò với loạt mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm của showbiz như Magic Quill, Jung Ryung Won, Jessica Jung và gần đây nhất là nữ diễn viên Rue Kumagai người Mỹ gốc Nhật. Trên đây là những thông tin về dàn nam thần series phim 4 mùa sau 20 năm. Qua video này, nhiều khán giả thấy được rằng sau 20 năm dàn nam thần của series phim 4 mùa ngày ấy đều đã là ngôi sao trung niên. Cuộc đời và sự nghiệp của họ có khá nhiều sự thay đổi xáo trộn và mỗi người đều có một cuộc sống vui vẻ của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông like và share để nhận được thêm nhiều video mới nhất từ blog giải trí nhé!